Xin chào mọi người. Đây là cái máy Antares DC đời 2016. Một con máy huyền thoại của Shimano. Khi mà nó mới ra đời thì nó được gọi là ông vua của dòng nước ngọt. Trên cái máy này thì mình vừa xong cái công đoạn vào mỡ nhông và mình có ghi lại cái đoạn video ngắn ngắn này để anh em có thể tham khảo. Đối với cái máy này thì nó cũng đã có cái công nghệ micro module. Chúng ta thấy rằng là những cái bánh răng của nó tiếp xúc với nhau rất là khít, những cái răng rất nhỏ và tiếp xúc với nhau rất là khít như thế này. Khi vào mỡ đấy thì do nó khít nên là nó chỉ bám dính lại một cái lượng nó vừa phải ở trên cái bộ nhông này, còn lại thì nó được đẩy tràn ra ngoài và nó trôi xuống dưới cái vị trí này. Đấy. Trôi xuống dưới này. Thế thì cái vấn đề mà mỡ cho cái bộ nhông này thì cái đầu tiên nó là phải đủ cái độ bám dính. Nếu như cái độ bám dính nó không tốt, nó là cái mỡ nhẹ, mỡ lỏng quá thì nó sẽ giảm cái hiệu quả bôi trơn. Còn nếu như nó là cái mỡ đặc, cái độ bám dính nó cao thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả hoạt động của cái máy này. Cái thứ hai, cái máy này khi mà chúng ta câu thì nước nó sẽ theo dây nó lên máy và ít nhiều thì nó sẽ lọt vào trong máy. Nếu như mà nó lọt vào trong máy, nó tiếp xúc với cái mỡ bộ nhông này thì nó có thể là sẽ làm trôi cái mỡ, nó có thể làm hỏng cái thành phần của mỡ bôi trơn này, làm giảm hiệu quả bôi trơn. Vậy thì cái vấn đề thứ hai ở đây là cái loại mỡ nó phải có khả năng chịu nước, hoạt động trong môi trường và có thể tiếp xúc với nước. Thế thì đối với hai cái vấn đề trên thì cái mỡ của Daiwa DSG505 hay là loại mỡ rất là ok. Chúng ta thấy cái loại mỡ này, Saltwater Green, đây là cái loại mỡ dùng cho nước mặn. Như vậy thì nó có thể hoạt động tốt, có thể đáp ứng được những cái yêu cầu khi chúng ta sử dụng với bộ nhông này. Và ngoài ra thì nó có thể hoạt động ở trong cái môi trường nước mặn. Như vậy thì cái hiệu quả nó rất là lớn. Thế thì cái mỡ này là loại mỡ rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng cho cái bộ nhông. Xin chào anh em.